giới thiệu pha măng tây ở Ninh Thuận. Sắp tới pha măng tây này sẽ sử dụng phân trùng và diệt trùng quệ, đây là hệ thống thoát nước để thu theo nước để tưới vô những cái rãnh măng. Khu này gần biển đất cát và khá thích hợp để trồng măng, tuy nhiên là cái dinh dưỡng rất là thấp cái liều lượng bón phân cũng rất cần phải cao để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cây măng này. Hai chỗ măng đất cát thì khá là thích hợp, tuy nhiên cái lượng phân hữu cơ bón lót và bón cho cây ở đây nó không được đủ dinh dưỡng nên cây nó không có được phát triển cho lắm, nên sản lượng măng thu hoạch sẽ thấp xuống. Và sắp tới chúng tôi sẽ xây dựng dự án nuôi trùng cung cấp phân hữu cơ, phân cá và những loại phân sinh học để cung cấp cho những cái farm măng ở đây, và hy vọng là bà con nông dân sẽ có những cái sản lượng bội thu và từng bước chuyển hóa từ kinh tế hóa học sang kinh tế hữu cơ, và trùng quế sẽ là cái đòn bẩy để thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ tại đây. Khu rộng 1.500 m² trồng măng. Với đất cát thì chúng ta có thể sống được những loại rau ăn lá này, hành, tỏi, những loại rau đặc sản của Ninh Thuận, không chỉ là măng tây. Tuy nhiên cái măng tây là cái cây rau gọi là rau hột đế và dinh dưỡng rất là cao nên người dân ở đây ưu tiên sử dụng. Tuy nhiên những năm gần đây thì cái sản lượng măng nó thấp dần do cái việc thoái hóa đất và cái hàm lượng dinh dưỡng trong đất nó thấp sụt giảm, và cái vi sinh có hại phát triển lấn áp vi sinh vật có lợi. Và sắp tới phân trùng quế sẽ là một cái bài toán hay, một cái giải pháp tốt để chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề đó là hạn chế những cái vi sinh vật có hại và cung cấp dinh dưỡng cho đất một cách bền vững và cải tạo đất ở đây. Ở đây thì đất cát, đây mọi người thấy đây đất cát. Đất cát là dinh dưỡng hầu như là trơ. Và chúng ta bắt buộc phải bổ sung thêm dinh dưỡng bằng cách thông qua bổ sung phân hữu cơ vi sinh, vừa bổ sung dinh dưỡng và vừa bổ sung vi sinh vật có lợi để lấn áp những con vi sinh vật có hại gây những cái bệnh trên cây măng tây. Và đó là tóm tắt cơ bản về cái ruộng măng tây mình tham quan tại Ninh Thuận. Và hy vọng gặp lại mọi người trong những clip ngắn tiếp theo để giới thiệu những cái mô hình nông nghiệp bền vững sử dụng phân trùng quế và những ứng dụng kỹ thuật của trùng quế trong nông nghiệp sạch. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.